Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA đã mở ra cơ hội để tăng cường thương mại giữa EU và Việt Nam. Hiện nay EU đã trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất cho nông sản của Việt Nam, trong đó có mặt hàng rau quả. Tuy nhiên, EU cũng nằm trong nhóm thị trường có tiêu chuẩn quản lý thực phẩm nhập khẩu cao nhất thế giới, với các quy tắc rất chi tiết và chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe động thực vật và môi trường. Để giúp cho người nông dân, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nắm bắt đầy đủ các thông tin, kiến thức một cách đầy đủ, có hệ thống về thị trường này, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC thực hiện dự án cơ chế hệ thống cho thương mại an toàn hơn, gọi tắt là dự án SIM. Sau 3 năm triển khai, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các chuyên gia của hai cơ quan đã vượt qua những khó khăn, triển khai rất nhiều các hoạt động trong thực tiễn, hướng đến mục tiêu chắp cánh cho nông sản Việt. Để tìm kiếm các thông tin về quy định xuất khẩu vào thị trường EU, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản giờ có thể truy cập vào trang web sẵn sàng xuất khẩu.ppd.gov.vn. Không chỉ có thế, cuốn sách quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật cũng có phiên bản điện tử để ở bất kỳ đâu, người dân cũng có thể tiếp cận được thông tin một cách dễ dàng. Các thông tin về thị trường và các quy trình đều được có đầy đủ trong cái hệ sinh thái sẵn sàng xuất khẩu này. Nó là một cái kênh thông tin dễ tìm kiếm. Thứ hai nữa là dễ cập nhật. Nó không phải đơn giản là chỉ là phải đọc trên chữ mà nó được minh họa bằng hình ảnh rất là cụ thể. Nó tạo một cái sự hứng thú và tôi đánh giá rất là cao với những cái nỗ lực của Cục Bảo vệ Thực vật trong thời gian vừa qua. Ban hành các bộ tài liệu, các nền tảng tiếp cận online có hệ thống chỉ là một trong số rất nhiều các hoạt động của dự án cơ chế hệ thống cho thương mại an toàn hơn, hay còn gọi là dự án SIM đã thực hiện. Bên cạnh đó, còn là các tài liệu thực hành hướng dẫn nông dân, nhà sản xuất để có thể xây dựng được vùng sản xuất đảm bảo các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm tập trung vào 3 sản phẩm là bưởi, thanh long và hồ tiêu. Đây là 3 sản phẩm có sản lượng lớn và có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Ngoài ra, dự án cũng thực hiện các hoạt động đánh giá năng lực cho các phòng thí nghiệm của Cục Bảo vệ Thực vật, từ đó xác định kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp cán bộ kỹ thuật và người nông dân nâng cao kiến thức về sản xuất nông sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường EU. Không chỉ có vậy, nhiều sản phẩm đã được hỗ trợ tham gia các hội chợ quốc tế như Thái Phách 2022 và Thái Phách 2023 tại Thái Lan. Dự án cơ chế thương mại an toàn, gọi tắt là dự án SIM, giữa Tổ chức Thương mại Thế giới phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật thực hiện, phải nói là một cái dự án rất là thiết thực, rất là bổ ích. Nói một cách dễ hiểu là nó giúp cho doanh nghiệp và nông dân Việt Nam tiếp cận với một cái thị trường có giá trị rất là cao, và Việt Nam lại có rất nhiều tiềm năng để xuất khẩu sang cái thị trường giá trị cao này. Bởi vì đối với rau quả của Việt Nam thì EU là một cái thị trường mà chiếm 40% cái giá trị của thị trường rau quả thế giới. Chúng ta cần tận dụng những thành công của dự án mà chúng ta đã có và sẽ có được để áp dụng vào thực tiễn, nhằm phổ biến sâu rộng những quy định của thị trường EU đối với nông dân, doanh nghiệp, các cán bộ chuyên môn của địa phương. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến mới trong việc đưa nông sản đến thị trường EU một cách bền vững. Hiểu rõ yêu cầu quản lý của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật là chìa khóa để tiếp cận thành công thị trường EU. Do đó, một trong những hoạt động quan trọng nhất của dự án SIM tại Việt Nam là tập trung vào phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe thực vật và thuốc bảo vệ thực vật khi xuất khẩu nông sản có nguồn gốc thực vật từ Việt Nam sang EU. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng, thì sự chủ động của người dân, doanh nghiệp là hết sức cần thiết để nông sản Việt có chỗ đứng bền vững tại thị trường nước ngoài. Cũng mong muốn cái sân chơi này nó sẽ là nơi mà để các cái đơn vị xuất khẩu họ quan tâm, để họ có thể là vào đây tra cứu và tìm hiểu một cách nó hết sức là chủ động. Và cái sự sẵn sàng, cái tâm thế sẵn sàng của cái người xuất khẩu ấy, là họ phải bắt đầu ngay từ cái giai đoạn mà sản xuất ra hàng hóa, chứ không phải là đến khi mà chuẩn bị xuất khẩu thì mới đi tìm hiểu các cái quy định.
thì đó là những cái mục tiêu mà trong thời gian tới chúng tôi đang hướng đến. Có thể nói những kết quả mà dự án đã đạt được là rất quan trọng, nhưng đó cũng chỉ là bước khởi đầu trong việc nâng cao năng lực quốc gia trong toàn bộ chuỗi sản xuất hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Cục Bảo vệ Thực vật mong muốn nhận được ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ của các cơ quan trong nước và quốc tế để các hoạt động của dự án tiếp tục phát huy được ý nghĩa sâu rộng trong thực tiễn, góp phần chắp cánh cho nông sản Việt Nam.